Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Mỹ Nhiệt Bãi nhé. Hôm nay thì em có lên video review trực tiếp cho bà con hai con máy sới đa chức năng đến từ thương hiệu là Kubota. Kubota bà con nhé. Một con máy chạy xăng 11 ngựa và một con máy chạy dầu 8 ngựa. Kubota đa chức năng, tay lái quay 360 độ, có thể nâng hạ cao thấp tay lái. Thì đây là các cái dòng máy sới đất, tạt đất, vun đất lên luống nhá. Hiện tại con máy này là một con máy là sử dụng động cơ là 11 ngựa của Kubota chạy xăng, và một con máy chạy dầu bà con nhá, là 8 ngựa của Kubota. Và hai con máy này hôm nay là đều là sử dụng số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay. Tức là cái số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay là dàn phay nó có thể quay xuôi là để sới đất và quay ngược là để tạt luống bà con nhá. Cực kỳ VIP. Thì hai con máy hôm nay thì em có lên video review thì một con máy là công suất đến 11 ngựa của Kubota đấy bà con này. 11.3 PS nhá. Đó. Và một con máy chạy dầu, con máy này chạy dầu là 8 PS này, 8 ngựa. Thì hai con máy là con máy công suất rất là lớn và mạnh mẽ. Đa chức năng, tay lái quay 360 độ, số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay. Bà con nào dùng vào các cái công việc như là vun ngô, vun khoai, vun mía nhà làm diện tích lớn, đặc biệt là sới đất, phay đất, cày đất, bừa ruộng nước hay là bừa vuông, bừa đầm đấy, vuông tôm, bừa đầm nhá. Nó dùng những con máy này thì nó sẽ đáp ứng lại được các cái công việc hiệu suất liên tục, hiệu suất lớn. Đó. Diện tích tầm khoảng 6-7 hecta thì nó có mấy con máy này nó sẽ đáp ứng lại được nhá. Rồi một con máy chạy dầu Kubota 8 ngựa và một con máy chạy xăng 11.3 ngựa nhá. Số đảo chiều xuôi ngược. Thì hôm nay thì em có lên video review thì rất là lâu rồi có hai con máy nó đặc biệt như thế này thì muốn chia sẻ và gửi video tới cho bà con. Bà con quan tâm hoặc là muốn mua hàng thì cứ gọi trực tiếp cho bên em. Số điện thoại là 0967 702 477 nhá. Em để ngay bên dưới phần mô tả video. Đặc biệt là hai con máy này kích thước nó tương đối như nhau, nhưng mà cái trọng lượng của con máy dầu là chắc chắn nó sẽ nặng hơn con máy xăng. Tuy máy xăng là 11 ngựa nhưng mà trọng lượng của nó lại nhẹ hơn máy dầu, tại vì là cái đầu máy dầu là nó có rất nhiều cái hệ thống xúc bắp cam xả nó lớn hơn, nặng hơn nhá. Đó. Và đều khung sườn Kubota, đều đầu máy Kubota. Và bà con quan tâm thì cứ gọi trực tiếp cho bên em nhá. Đó, 0967 702 477. Rồi, con đầu tiên là con Kubota TG950. Con này thì kích thước của nó cũng gọn gàng tầm trung, chứ không phải là quá lớn to lớn như các máy dầu càng, hay là cũng không phải là quá nhỏ như các cái dòng máy 5-6 ngựa nhá. Bà con nên cân đối trước là trọng lượng của hai con máy này nó tầm khoảng là 90 đến 100 mốt nhá, 101-102, 90 đến 101-102 kg nhá. Rồi, con này đây, hai con máy này thì phần trong của nó tỷ lệ còn rất là cao. Sơn xiếc hay mọi nước sơn chi tiết hay là đầu máy của nó, giò gầm của nó đây khô ráo xỉa. 340 lít này. Đó. Nói chung là Kubota thì nó rất là ổn định, đặc biệt là hai con máy này thì dùng vào những cái công việc lớn thì nó sẽ đáp ứng lại được hết nhá. Đây, máy móc của nó sạch sẽ hết. Bộ chế trắng tinh này bà con ơi. Bộ chế động của nó rất là sáng rủa nguyên. Có lọc bụi bằng nhớt nhé. Đây, máy móc đây. Con thấy là các cái chi tiết của nó đây đều ok hết. Công suất của GH340 11.3 PS. Đó, 1.2 lít. Rồi, con này thì cốt lục giác, bên trong lục giác, bên ngoài lục giác nhé. Rất thuận tiện cho mình gắn rất nhiều thứ. Rồi, đây là phiên bản Kubota mà các cái dòng đa chức năng đây thì nó cũng sẽ có số, các con này nó sẽ có đi 1, 2, 3, 4, 5, 6 số tiến và 2 số lùi nhá. 6 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm nhá. 6 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rùa nhanh chậm. Còn đây là số đảo chiều xuôi ngược của số phay này. Đó, số đảo chiều xuôi ngược của số phay nhá. Có côn chuyển hướng này, bóp trái chuyển trái, bóp phải chuyển phải này, gài côn trên tay. Có nâng hạ co thấp ở trực tiếp ở trên tay luôn, rất là thuận tiện cho mình. Đó, rồi là có nhả côn khẩn cấp, gài côn khẩn cấp. Có tay ga trên tay. Công tắc tắt máy trên tay nhá, trên cái bảng điều khiển này. Đó, công tắc tắt máy đây. Kubota Super Goodie. Đó thì con Kubota này thì nói chung là cái hình thức của nó thì em thấy là của nó có tỷ lệ còn cao. Các lò xo chiếc thì chưa để xét này, ốc áp chưa để xét nhé. Rất là đẹp luôn. Bánh nó bánh trừ trừ 9 này, trừ 8 và trừ 9 đó. Đây, giò gầm đây nhá, sạch sẽ nguyên. Đó, các dòng Kubota này thì nói chung là thứ nhất là phụ tùng thông dụng, đặc biệt là phụ tùng thông dụng này, đặc biệt là cái sự ổn định của nó cao và nó cũng tiết kiệm nhiên liệu. Đây, hiện tại em đang gắn cái lưới này là đang là lưới tạt luống nhá, đang là tạt luống đây. Tức là cái bộ sới này nó có thể quay xuôi là để xây đất và quay ngược là để tạt luống bà con nhá. Đó, tức là mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống. Tại vì là nó có số đảo chiều xuôi ngược, nó rất là hay. Nhưng mà mình vẫn có thể quay 360 độ để tạt được luống nhá. Để quay 360 độ để mà tạt trước, tạt sau, xới sau đều được hết. Đó, đây là con này còn mã số series này. Đây,
sơn xiếc của nó còn rất là ok nguyên, rất ok, toàn số này rất là đẹp đẽ, sáng sủa nguyên. Bô viết của nó đây, nói chung là bô thì hơi chảy chảy sơn thiếu thôi, không tránh khỏi được. Của ta các cái dòng này thì nói chung là nó không mạnh mẽ. Bà con nào mà làm diện tích lớn ấy, 3-4 hecta, 5-6 hecta, 7-8 hecta mà chuyên tạt, chuyên vun, chuyên lên luống á, dùng con máy này thì nó sẽ đáp ứng lại được cho mình nhá. Thì mình không phải lo rằng là ép máy hay là nóng máy. Tuy các cái dòng máy này nó lớn nhưng mà thực sự khi mình làm việc ấy thì mình không phải đi hết ga đâu, tại vì công suất của nó quá lớn mà. Đến 11,3 ngựa. Đó. Mình sẽ có ga của nó đều hết nhá. Rất là sáng sủa nguyên này. Ốc á chưa reset nhé. Còn đẹp lắm, con này còn rất là ok luôn bà con. Rất là ok. Bánh lái xoay đầy đủ hết này. Bánh xoay đầy đủ hết nhá. Bánh xoay đủ hết này. Rồi các cái tấm chắn ấy của nó còn đây, đất đai còn dính là chưa sửa sạch. Tấm chắn của nó còn đẹp đẽ nguyên, chưa rách rưới gì hết. Đó. Vậy thì Kubota này thì nói chung là con này là con chạy xăng nhá, con chạy xăng. Đấy thì bà con cứ xem video, cảm thấy mà ok thì ưng thì cứ gọi cho em. Đó, số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video. Đây, đây là trục lục giác nhá, bên trong lục giác, bên ngoài lục giác rất là lớn luôn, Kubota, cực kỳ chắc chắn. Đó. Khung gầm ốc áp của nó sáng sủa nguyên này. Rất là đẹp luôn. Mua biết đây. Rồi ok. Thì em sẽ không báo giá đâu, bà con quan tâm thì cứ gọi trực tiếp nhá, em sẽ tư vấn cho, quay chi tiết hơn nữa cho. Đó. Thì trọng lượng con này nó tầm khoảng là 100 đến 101 thôi, đổ lại thôi nhá, tại vì em không có bê lên cân, em không có cân được. Đó. Với thứ hai nữa là các cái dòng này thì kích thước của nó cũng vừa phải, nó gọn gàng, nó không quá dài, không quá to. Cái chiều bánh này, hai cái bánh này mình có thể chỉnh thu hẹp lại nhá, cái bánh cao su này, cả bánh cao su này mình có thể chỉnh hẹp lại. Hẹp lại nhất được tầm khoảng là 40 phân bà con nhá, 40 phân. Tại vì có cái dòng máy này nó rất là lớn nên là nó đi 11 ngựa thì nó đi rãnh hẹp quá thì nó sẽ không có trụ được lớn, nó rất là trông chênh, nó nặng. Đó, bà con cân nhắc nhá. Rồi, Kubota một con chạy xăng 11,3 ngựa. Đó, giá thì em sẽ báo giá trong tin nhắn hoặc là cuộc gọi cho bà con nhá. Bây giờ 950 rồi. Con này thì cũng rất là đẹp đấy á, sạch sẽ. Đó. Rồi, con này nữa. Kubota Super Goody T1-80. 8 ngựa chạy dầu của Kubota. Đa chức năng, tay lái quay 360 độ này. À đây, con này cũng có tay lái quay 360 độ đây nhá. Phước quay tay lái 360 độ cho anh cái. Đấy là nâng hạ cao thấp tay lái. Đấy, quay sang bên dây côn, quay sang bên kia. Đó, nói chung Rồi, thôi được, quay lại. Đầu nó hơi nặng một chút, nó cắm xuống này, bà con chú ý nhá. Rồi. Nữa thì rồi ok, hạ xuống đi. Đấy, con này bà con chú ý là cái đầu nó nặng bà con nhá. Bà con phải cân nhắc trước cái công việc hoặc là khi mà mình muốn mua hàng. Rồi, con Kubota T1-80 chạy dầu nhá. Hai con nó đều có chân trống bà con nhé, đều có chân trống hết này. Đúng chưa? Đều có chân trống hết nhé. Rồi, Kubota T1-80 chạy dầu. Công suất là đi 8 ngựa của Kubota. Con này thì bảo cân nặng của cái đầu máy dầu này nó sẽ nặng hơn con kia tầm khoảng 15 đến 20 cân đi nhá, 20 kg. Tại vì là cái đầu máy dầu lúc nào nó cũng sẽ nặng hơn máy xăng. Đó, từ thiết kế của nó, nhôm cam xích tải hay là sao đó nhá. Rồi. Kubota OC80 công suất là 8.8 PS nhá, 8 ngựa này. Mắc công suất là 8 ngựa, gang ti là 7 ngựa nhá. Đó. Rồi con này chạy dầu. Đây, Kubota ACTV diesel nhá, diesel. Thì chạy dầu giật nổ, con này giật nổ. Nói chung giật nổ thì nó cũng nhẹ thôi bà con. Giật nổ nó cũng nhẹ thôi. Đây, gầm giò của nó đây. Ốc áp của nó cũng sạch sẽ lắm. Nó hơi lấm tấm cái bẩn thôi. Kubota rất là mạnh mẽ. Con này thì cũng đẹp đấy bà con. Tay lái quay 360 độ này, có thể nâng hạ cao thấp tay lái. Thì tính năng chính của nó cũng là sới đất, phay đất, cày đất, tạt đất, vun đất lên luống này. Vun ngô, vun khoai, vun mía, vun cà chua, dưa leo, măng tây, đậu phộng, làm lan kim rau màu. Đặc biệt là có thể là dàn phay, hai con máy này, dàn phay này cũng đều có thể tháo tách rời để kéo cày lật cày trâu, gắn bánh lồng bừa, ruộng nước, ruộng thụt, kéo thùng, kéo rơ móc và làm xí nhảy, xí cột cào đều được hết bà con. Và con này đây, con này số của nó cũng sẽ có đi 6 số tiến này. 1, 2, 3, 4, 6 số tiến và 2 số lùi nhá, 6 tiến 2 lùi kết hợp với thỏ rồi nhìn chậm đây. Con máy chạy dầu này thì nó lại sử dụng một cái hộp số của dàn phay nó lớn hơn nhá, tại vì cái máy chạy dầu là cái mô men xoắn, cái lực đẩy tì đèo nó mạnh hơn máy xăng một chút, nó lì hơn. Đó, đây là số đảo chiều xuôi ngược của dàn phay này các con.
Đây số đảo Triệu Sơn Ngược dàn vai nhá. Con này thì nó có gài dàn sới ở trên tay luôn. Con này rất đẹp luôn này. Cần số đẹp đẽ lắm. Sới rất đẹp luôn. Rồi cuta thì nói chung là đây máy móc của nó đây. Đẹp đẽ sạch sẽ, còn gà thì bà con mà quan tâm đây, bé kim phun cuta này nó cũng lợi dầu lắm, cũng rất là lợi dầu luôn. Này, Super Gucci tìm 1.80, con này đẹp lắm bà con. Hơi trầy trầy sơn xíu rồi, rất tiếc là hơi trầy trầy tí thôi. Hơi trầy trầy sơn tí thôi. Đây con này là cái tỷ lệ phần trăm của nó rất ok bà con nhá. Tỷ lệ của nó còn cực kỳ ok luôn. Đó thì đây cũng có côn chuyển hướng, bóp trái thì chuyển trái này, bóp phải chuyển phải này, gài côn trên tay này, nhả côn khẩn cấp này, nâng hạ co thấp tay lái này. Đó, nâng hạ co thấp tay lái này. Được chưa? Đó, nâng hạ co thấp tay lái đây. Đó, nâng hạ co thấp tay lái. Rồi là quay tay lái vào trong 60 độ này, nâng hạ co thấp tay lái phụ này. Đó, Super Goodie. Con này thì rất là liền lạc luôn. Công tác đây là cái công tác đèn gì đó. Rồi, côn chuyển hướng này, đẹp đẽ người nhá, chưa reset. Hộp xích này có thể đảo chiều để tăng công suất gấp đôi của dàn phay. Máy dầu thì nó sử dụng cái hộp số này, đuôi này nó lớn hơn này, nó to hơn nhá, để xích nó lớn. Máy xăng thì đôi xích nó nhỏ hơn một chút, nó gọn hơn một chút nhá. Đó, con kia cũng có thể đảo chiều hộp xích để tăng công suất gấp đôi của dàn phay. Lâu lâu mới được mấy con máy dầu, mấy con máy to to như này lên cho video cho bà con. Bà con nào mà quan tâm nhá, cứ gọi. Thì hiện tại thì bên em vẫn có máy răng ma chạy dầu bà con nhá. Răng ma chạy dầu bên em vẫn còn. Về các cái dòng răng ma chạy dầu, các cái dòng máy 5, 4, 5, 6, 7 ngựa nhá. Đây. Đây là lam liếc này, ốc áo của nó đây, nó sạch sẽ lắm, khô ráo, lọc dầu này. Hộp số của con này đẹp lắm, hai con hộp số đều sáng rủi như nhau hết, dò dép là chưa đỉnh nhất đỉnh nhau gì đâu nhá, chưa đỉnh nhất đỉnh nhau gì cả. Kubota, nói chung là sơn xếp đẹp đẽ, dò dập ok, khô ráo chưa đỉnh xét gì cả, rất đẹp luôn bà con. Sơn xếp đây, bánh lái xoay đuôi đây nhá, bánh lái xoay đuôi đây. Đây, các cái tấm chắn cao su này cũng đẹp đẽ nguyên. Đó, hộp xích này dàn phay có thể quay xuôi là để dưới đất này, và quay ngược là để tạt luống bà con nhé. Tức là mình không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống. Đó, Cuta thì đây. Rồi, đây. Ốc áp đẹp lắm bà con. Ốc áp của nó rất là đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Rồi đó, nói chung là Cuta máy chạy dầu thì nó chỉ có vậy thôi bà con. Hai con máy đa chức năng thì các cái dòng máy xăng đa chức năng thì cũng review lên rất là nhiều rồi. Thì trong thời gian trong tầm khoảng 1-2 hôm nữa thì bên em lại tiếp tục lên các cái video các cái dòng máy giá rất là vừa phải, 4-5 triệu, 6-7 triệu cho bà con nhá, để bà con lựa chọn hơn. Tại vì thời gian gần đây là bà con nhu cầu các dòng máy rất nhiều, từ 4-7 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8-9-10 triệu, rất là nhiều. Thì bên em chưa có thời gian, vừa rồi là cũng có vướng công việc gia đình nên là cũng tạm nghỉ trong tầm khoảng 3-4 ngày. Hy vọng bà con, rất mong bà con thông cảm và bỏ qua cho bên em nhé. Và các cái đơn hàng thì bên em vẫn đang đóng để mà gửi đi cho bà con này. Đây bà con nhá, hiện tại là đóng 3 lết này. Đó, các con máy này đang sẵn sàng chuẩn bị đóng 3 lết để chuẩn bị đóng đi cho bà con. Đó. Thì đây con này chạy dầu đây, máy móc đây. Con chạy dầu đây này. Con này chạy dầu đây nhá. Đây là xả le này, xả le này. Xả le đó chạy dầu rồi. Bắc kim phun này. Con này 8 ngựa thì rất là mạnh mẽ, bà con yên tâm là nó không sợ đuối đâu nha. Không bao giờ sợ đuối. À, hiện tại em còn một con máy như thế này nhưng mà công suất là 5 ngựa bà con nhá. Em sẽ chắc chắn là em sẽ phải lên video cho bà con để bà con xem. Đó, ông bác của nó đẹp em liên lạc, liên lạc hết. Rất liên lạc luôn này. Con thường gò gầm đây. Đó. Cốt lục giác này có rất nhiều lỗ chốt để mình chỉnh ra vào của cái bánh này nhá, hẹp rộng ra vào nhá. Đó, con này đang đi bộ sới đất này, đi bộ sới đất. Đấy thì bà con không thích bộ sới đất thì em sẽ đổi cho bà con bộ tạt nhá. Đó, con này thì hay một cái là nó có gài sới ở trên tay. Ngắt sới trên tay, gài sới trên tay, nâng hạ có thấp tay lái, quay tay lái vào trong 60 độ. Đây là cái cần quay tay lái vào trong 60 độ này. Rồi, đó thì Kubota, con này công suất 8 ngựa chạy dầu, tạt luống đa chức năng, số xuôi ngược đảo chiều của máy Kubota của dàn phay, không cần phải quay tay lái mà vẫn tạt được luống bà con nhé. Và đặc biệt là áp dụng trên một con máy chạy dầu 8 ngựa như thế này, rất ít con máy chạy dầu 8 ngựa mà lại có số đảo chiều xuôi ngược. Và đây là con máy cũng 11 ngựa 3 nhá bà con nhá, 11,3 ngựa, cực kỳ mạnh mẽ. Thực sự là nó rất là lớn bà con. 8 ngựa với 10 ngựa đã lớn rồi, con này đến 11,3 ngựa. Thì bà con yên tâm là nó sẽ không bao giờ có chuyện là sợ đuối hay là sợ yếu hay là sợ làm sao đâu nhá. Rồi trong ngày mai thì bên em sẽ lên video rất là nhiều để mà
chia sẻ thêm cho bà con nhiều dòng máy hơn. Các dòng máy sữa trước này, hay là Kubota TS 700 này, hai bánh lỡ này, rồi các cái dòng máy bánh trụm này, bánh trụm này nhá. Đó. Rồi anh em thợ thì cũng đang hoạt động hết công suất, đặc biệt là cũng để và gửi tới bà con các cái đơn hàng để nhanh nhất, để bà con không thể chờ đợi lâu nhá. Rồi, cảm ơn bà con rất là nhiều nhá vì đã quan tâm video. Và số điện thoại thì em để ngay bên dưới phần mô tả video đấy, 0967 702 477 nhá. Đó, bà con quan tâm con máy nào cứ gọi trực tiếp cho bên em. Nói nhiều quá thì thời gian sẽ lâu hơn, thì sẽ rút gọn thời gian lại để bà con tìm hiểu dễ hơn và nhanh hơn nhá. Quan tâm thì cứ gọi hoặc là nhắn tin Zalo ấy, thì em sẽ quay video chi tiết từng con máy gửi qua cho bà con nhá. Rồi, ok, cảm ơn bà con rất là nhiều ạ. Rồi, em chào bà con.